Dạ vâng, em xin kính chào toàn thể quý cô chú anh chị yêu hoa phong lan trên khắp mọi miền của Tổ quốc ạ. Em là Khánh, cơ sở lan đường nhà em là ở Trùng Khánh, Cao Bằng. Ngày hôm nay thì em có một lô cáo xếp rất là đẹp thì em sẽ lên que bán để chia sẻ giao lưu với quý cô chú anh chị luôn nhé. Cô chú anh chị có thể đặt hàng với em thì mình liên hệ qua số điện thoại 0356560668 hoặc là mình cũng có thể kết bạn Zalo qua số điện thoại mà em vừa cung cấp nhé. Dạ. Hôm nay em có một lô cáo xếp rất là đẹp. Rồi lát nữa em sẽ vào chi tiết giới thiệu từng hình sau. Dạ, rất là đẹp luôn. Đây, và cá lá lướt đây. Còn hình em sẽ bán rẻ thôi nhé. Ngày hôm nay em bán xả thì em bán rẻ thôi. Đấy, rất là đẹp. Em sẽ giới thiệu hàng kg trước. Đầu tiên thì em có lan hoàng lạp này. Lan hoàng lạp này thì rất là đẹp luôn. Em bán là 150.000 một cân. Dạ, đây là toàn hàng dừa đẹp thôi ạ. Đó. Nhìn xanh mơn mởn luôn, thân thì bóng, lá thì xanh mướt. Đây là em sẽ chỉ chia sẻ với giá là 150.000 một cân thôi ạ. Lan hoàng lạp có hoa màu vàng. Chờ anh chị đợi em một chút để em sẽ cho mình xem mặt hoa của lan hoàng lạp luôn nhé. Đây ạ, đây là mặt hoa của lan hoàng lạp mà có 150.000 một cân thôi. Rất là rẻ rồi. Đây ạ, 150.000 cho một cân hoàng lạp. Quá là đẹp đây. Tiếp theo, hôm nay thì em có là hoàng lạp cân với lại là hoàng lạp em đã trồng thuần tại vườn rồi nhé. Đây, đây là những giò em đã trồng thuần đây. Còn những giò thuần này thì giò nào to thì em sẽ chia sẻ là 150.000. Còn giò nào bé thì em sẽ bán là 100.000 cho một giò thôi. Ví dụ như giò như thế này này, đều như vậy thì em sẽ bán là 150.000. Cô chú anh chị có thể đặt hàng kg hoặc là hàng thuần nhé. Hàng thuần thì mình sẽ dễ chăm sóc hơn. Mình chỉ cần treo lên và chờ cho hoa thì mình sẽ được ngắm hoa thôi ạ. Đây, rất là đẹp. Những giò to như này thì em sẽ bán là 150.000 một cân. Nhưng hàng thuần thì cô chú anh chị sẽ không phải lo là mình sẽ trồng lại nữa. Phải trồng nữa. Đấy, rất là đẹp luôn, có 150.000 thôi. Cũng vô cùng là đẹp. Lan rẻ mà hoa lại đẹp nữa. Đây, còn đây là những giò 100.000 này. 100.000 là như thế này. Là giò như thế này. Đó. Trông nhìn rất là rẻ thôi. 100.000 nhưng mà thân của nó cũng rất là nhiều thân nhé. Dạ, trung xuyên. Đấy, chậu này thì em bán là 100.000 này. 100.000 thôi. Chậu nào to em bán là 150.000. Còn những chậu nào bé như thế này em sẽ bán là 100.000. Rồi, tiếp theo là em cũng có đùi gà này. Đùi gà thì em cũng bán xả luôn. Xả vườn luôn. Đùi gà này là đùi gà tròn của các bạn. Em sẽ bán là 150.000 cho một giò thôi. Đồng giá là 100.000 một giò nhé. Những giò này mà là có 150.000 thôi. Đùi gà tròn của các bạn hoa rất là đẹp. Đây có rất là nhiều thân tơ nhé. Đẹp. Vô cùng là đẹp. Chậu nào cũng kiểu sàn sàn như nhau đấy. Nên là em sẽ bán đều đồng giá là 150.000 thôi ạ. Đó. Vô cùng là đẹp luôn. Quá là rẻ rồi. Bán xả em bán nhanh thôi. Đẹp. Có 150.000 cho mình đã được một chậu lan để mình ngắm hoa rồi. Đấy. Lan đùi gà hoa màu hồng. Đấy, cánh tím họng đen. Đấy. Mà hoa của lan đùi gà rất là đẹp. Vô cùng là đẹp luôn. 150.000 cho một chậu. Đó. Đây như chậu này em thấy rất là đẹp. Chậu nào cũng rất đẹp, có 150.000. Tiếp theo thì em sẽ đi, em sẽ quay cáo xếp luôn. Cáo xếp ở bên này. Lan cáo thì em nghĩ là cô chú anh chị cũng đã biết màu hoa rồi. Nhưng mà tiện đây thì em cũng sẽ cho cô chú anh chị xem là hoa luôn. Dáng hương đuôi cáo, hoa cực kỳ tím. Đây ạ, đây là mặt hoa của dáng hương đuôi cáo nhé. Lá xếp như hình này. Đấy, hôm nay em cũng có lá xếp như hình đây. Rất là đẹp luôn. Đấy. Đây, em sẽ giới thiệu chi tiết luôn nhé. Đầu tiên là hình số 1 ạ. Hình số 1 ngày hôm nay thì em có 3 cây cào lá xếp rất là đẹp. Hình này có 3 cây nhé, 3 cây rất là đẹp.
cây khá là to đấy ạ. Cây này cây vừa khá to, trồng lại cỡ vừa như này thì đang trồng thì sẽ rất hợp lý đấy ạ. To quá thì cũng khó trồng, mà bé quá thì cũng đợi hơi lâu thì nó mới lớn. Còn những cây này là những cây vừa rồi. Đấy, đây là hình số 1 nhé. Em bán là 280.000 cho hình số 1 này. Ba cây cá xếp vô cùng đẹp luôn ạ. Đó. Rất là rẻ. Đó. Tiếp theo là hình số 2 ạ. Hình số 2 đây em cũng có 3 cây. Em cũng có 3 cây nhé. 3 cây cá xếp này. Đấy. Hình này thì em thấy đẹp nhìn hơn chút. Em sẽ bán là 300.000 nhé. 300.000 cho hình số 2 ạ. Đấy, cây thứ nhất đây. Đó, vô cùng là tuyệt đẹp luôn. Đây là cây thứ 2 này. Đó. Đây là cây thứ 3 này. Vô cùng đẹp luôn. Đây hình 2 nhé. Hình 2 đây. Hình 2 là 300.000 ạ. 300.000 cho hình số 2. Dáng hương đuôi cá lá xếp. Rất là rẻ. Mấy cây này trồng khó phải nói rồi. Tiếp theo, hình số 3 này. Hình số 3 em cũng có 3 cây. Hình này em cũng chia sẻ với giá là 300.000 ạ. Đấy, 300.000. Dáng hương đuôi cáo. Đây, bản lá rất là to đấy ạ. Bản lá rất là to nhá. Wow. Mê, nhìn mê thật đấy. Dạ. Mê thật sự. Đây hình số 2 đây. À đây hình số 3 đấy ạ. Dáng hương đuôi cá là xếp. Đây là hình số 3. Em bán là 300.000. Hình này cũng 300.000 nhá. Có 3 cây. Cây khá là to rồi đấy ạ. Gọi là trưởng thành rồi. Cây trưởng thành rồi. Tiếp theo là hình số 4. Hình số 4 đây thì em sẽ có là 5 cây. 5 cây. Đây đây là cũng là xếp này. 5 cây. Đây là cây thứ nhất này. Cái thứ nhất đây, cái thứ hai đây. Cây nào cũng rất đẹp đây. Thứ ba đây. Hình này có 5 cây. Đây, cái thứ ba. Vô cùng đẹp luôn đấy ạ. Đó. Nhìn mê luôn. Nhìn mê thật sự luôn ấy. Đây là hình số mấy nhá? Đây là hình số 4 này. Hình số 4 là có 5 cây nhé. Có 5 cây vô cùng đẹp như thế này. Mà em chị chia sẻ với giá là 280.000 thôi. 280.000. Cô chú anh chị nào nhanh tay thì mình chốt được em chốt được hình này nhé. Đấy ạ. Hình số 4 280.000. Tiếp theo là hình số 5. Hình số 5 này em sẽ bán rẻ hơn chút là 250.000. Đây cũng có 5 cây. Đây cây số 1 này, cây số 2, cây số 3, cây số 4, cây số 5. 5 cây. Giá hương đôi cả lá xếp 250.000 cho hình số 5. Được, vô cùng là đẹp luôn nhé. Yeah. Tiếp theo là hình số 6. Hình số 6 thì cũng có 5 cây. Mà em cũng chỉ chia sẻ với giá 280.000 thôi nhé. Đây, quá là rẻ. Cô chú anh chị có nhìn thấy đây. Cây nào cũng rất là đẹp đây. Cây nào cũng rất đẹp và là xếp. Đó. Vô cùng đẹp luôn ấy. Hình 6, 280.000. 5 cây, sáng hương đôi cá lá xếp, rất là rẻ. Em bán rẻ thôi. Tiếp theo là hình số. Hình số 7 là ở bên này. Hình số 7 thì có 5 cây. Ngày tối thì phải nhỉ. Hình số 7 có 5 cây. Đã em bán là 150.000 thôi. 5 cây như hình 150.000. Đó, rất là đẹp. Cây nào cũng đang rất là tươi. Đó, cây nào cũng tươi nhá. Hình 7, 150.000. Tiếp theo là hình số 8. Là 130.000 này. Cũng có 5 cây. Có 130.000 thôi. Đó. Tiếp theo là hình số 9. Hình số 9 cũng có 5 cây ạ. Em cũng bán là 150.000 thôi. 150.000 cho hình số 9. Rất là đẹp. Đó. Vô cùng đẹp luôn. Tiếp theo là hình số 10. Hình số 10 thì cũng cả 5 cây. Đây về chia đều là 5 cây. 5 cây hoặc là 3 cây. Hình số 10 này 150.000. Đó, quá là rẻ, quá là đẹp.
hình 10 150.000. Vừa rẻ vừa đẹp. Tiếp theo là hình số 11 này. Hình số 11 là em có một dề giá hương đôi cáo. Dề này thì mình sẽ trồng vừa được một chậu luôn đấy cô chú anh chị ạ. Mình mua dề này thì mình trồng được luôn một chậu và rất là dễ trồng. Mà dề này thì em sẽ chia sẻ rẻ là 140.000 thôi nhá. Đấy, một dề giá hương đôi cáo đẹp như thế này em bán là 140.000 thôi. Trồng được nguyên một chậu đấy. Trồng được một chậu vừa đẹp 140.000. Đấy. Nhìn vậy thôi chứ cũng khá to đấy. Hình này thì sẽ có 6 ngọn ạ. Có 6 ngọn, hình số 11 140.000. Tiếp theo là hình số 12. Hình số 12 này là sẽ có 3 cây rời đây. 1, 2, 3. Đó, 3 là cây này. Rồi, còn đây là một dề. Một dề bé bé có 3 cây. Đó. Một dề bé bé có 3 cây. Đây hình số 12 nhé. Em bán là 150.000 cho hình số 12. 150.000 cho hình số 12. 3 cây và một dề có 3 ngọn nữa. Vô cùng là đẹp. Tiếp theo là hình số 13. Hình số 13 này thì có 3 cây. 3 cây này đều trưởng thành to hết rồi. Thì em sẽ chia sẻ với giá là 160.000 cho hình này nhé. 160.000 cho hình số 13. Yeah. Vô cùng đẹp luôn. Vô cùng đẹp. Tiếp theo là hình số 14 này. Hình số 14 này có 3 cây ạ. 3 cây này em sẽ chia sẻ với giá là 150.000. Vì cây nào cũng đẹp và trưởng thành hết rồi. Đó, cũng rất là to đẹp. Tiếp theo là hình số 15 này. Hình số 15 thì em cũng có 3 cây. 3 cây và cây này này, cây ở giữa này này thì có một mẹ và một con. Đây hình số 15, em bán là 180.000. Hình này cây rất là to. Cây rất là to. Đẹp, cây rất là to đẹp. Khủng luôn. 180.000 cho hình số 15 này nhá. Tiếp theo là hình số 16. Em sẽ chuyển sang giới thiệu hoàng thảo kè. Hoàng thảo kè này thì khá là đắt trên thị trường. Và hôm nay em sẽ xả lại cho cô chú anh chị đây hình số 16 này, 300.000 nhá. 300.000 là hình số 16 hoàng thảo kè. Hoa cực kỳ tím luôn. Tiếp theo hình số 17 là cũng 300.000. Hình số 17 300.000. Em sẽ cho cô chú anh chị xem hoa luôn. Để em chút. Đây nhá. Đây, đây là mặt hoa của hoàng thảo kèn đấy ạ. Rất là tím luôn. Cực kỳ tím. Hoa này thì nó rất là thơm. Vừa thơm mà lại đẹp nữa nên là giá cả cũng khá là đắt. Đó, vô cùng đẹp luôn. Đây hình số 14 này. À, hình số 17 này. Hình số 17, 300.000. Hoàng thảo kèn nhá. Yeah. Và 5 ngọn. Tiếp theo hình số 18 là 300.000 đây. Hình số 18, 300.000. Hình này thì sẽ có 3 ngọn, khá là cao rồi. Đó. Đây. Tiếp theo hình 19, 300.000 đây. Hình 20, 350.000. Đó. Hình 21, 320.000. Nắng quay sẽ quay nhanh thôi nhé. Tiếp theo hình số 22, 400.000. Tiếp theo hình số 23, 420.000. Cô chú anh chị nào mà muốn xem chi tiết thì có thể kết bạn Zalo với em thì em sẽ gửi hình cho mình nhé. Đây là hình số 24 này, phi điệp tím, 200.000 thôi. Chậu này thì có 200.000 thôi nhé. Em bán xả, em bán rẻ luôn. Nắng quá. Đây hình số 25 này, 260.000. Đây hình số 25, 260.000 nhé. Tiếp theo hình số 26 là hình cuối cùng. Em bán là 300.000. Có 3 thân, 4 thân. Rất là nhiều thân tơ đây. Và cao rồi. Cây thân rất là mượt mà nhé. Hình 26 đấy ạ. 300.000 cho hình số 26.
Bây giờ thì em xin phép được kết thúc video tại đây nhé. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết video của em.